Bạn thân mến, bạn có bao giờ nói những câu này trong cuộc sống của mình không? Mai làm vẫn kịp mà. Không gấp, kiểu gì cũng xong. Thôi nghĩ đã, lát tính tiếp. Nếu bạn là người đang nói những câu này, tin buồn cho bạn là những câu nói này sẽ chỉ làm bạn đau đầu thêm mà thôi. Bởi vì, nó có thể giúp bạn trì hoãn công việc ngay lúc đó và làm giảm cảm giác khó chịu cho bạn tức thì, nhưng ngược lại bên trong tâm trí bạn, nó đang không ngừng nhắc nhở bạn rằng việc này chưa làm, hãy làm nó đi. Những câu nói này là ngôn từ của sự trì hoãn. Chúng ta biết rằng trì hoãn là không tốt, lười biếng cũng không tốt, nhưng chúng ta không có động lực để vượt qua nó. Làm sao để có động lực làm bất cứ điều gì mà không trì hoãn và lười biếng? Nhiều người cho rằng trì hoãn và lười biếng là kết quả của kỹ năng quản lý thời gian kém, nhưng theo các chuyên gia tâm lý cho rằng trì hoãn là biểu hiện của việc quản trị cảm xúc kém. Bạn không thể vượt qua chính cảm xúc của mình, bạn cảm thấy khó chịu và bạn không thích điều gì đó, thế nên bạn phát sinh sự trì hoãn. Não bộ luôn tìm cách chọn những phương án để cơ thể chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái, vì vậy bạn có thể nhận ra rằng sự không yêu thích và không thoải mái luôn là lý do chính khiến chúng ta lười biếng và trì hoãn mọi việc. Hãy tự hỏi bản thân rằng, tại sao chúng ta không thích làm điều này? Đó có thể là tính xấu mà chúng ta cần rèn luyện vượt qua nó, và cũng có thể là do chính bạn chưa thấu hiểu cảm xúc bản thân, chưa hiểu mình thực sự muốn gì. Khi bạn hiểu được mình thực sự cần gì, bạn sẽ không bao giờ trì hoãn mọi thứ. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một cậu bé lười biếng và hay trì hoãn. Điều gì đã khiến cậu có thể loại bỏ thói quen lười biếng và trì hoãn của mình? Hãy xem đến cuối video nhé, bạn sẽ biết lý do để mình không còn trì hoãn và lười biếng thêm lần nào nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Ngày xưa, có một gia đình có hai vợ chồng và một cậu con trai. Công việc của hai vợ chồng rất bận rộn, thường xuyên về muộn, nên họ không có thời gian chăm sóc con trai của mình. Cậu bé trưởng thành trong sự thiếu thốn giáo dục của cha mẹ, anh dần trở nên lười biếng và hư hỏng. Một ngày nọ, biến cố xảy ra, sự nghiệp của gia đình họ bị phá sản và cả nhà phải sống trong cảnh nợ nần. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhưng cậu bé thì vẫn lười biếng và hư hỏng. Bố mẹ cậu đã quyết định gửi cậu lên chùa nhờ một vị thiền sư chăm sóc. Khi ở trên chùa, hàng ngày với thói lười biếng của mình, cậu ngủ bất cứ khi nào cậu muốn, ăn uống bừa bãi và không tự vệ sinh chỗ nghỉ của mình. Thiền sư nhờ cậu làm bất cứ việc gì, cậu đều trì hoãn nó đến nhiều ngày sau. Một ngày nọ, vị thiền sư suy nghĩ, ông quyết định thay đổi thói quen lười biếng của cậu. Thiền sư đã đến gặp cậu bé, ông đưa cho cậu bé một hòn đá sapphire màu xanh lấp lánh rất đẹp và nói: "Con trai, hãy cầm lấy hòn đá này và giúp ta giữ nó. Đây không phải là hòn đá bình thường, đó là hòn đá phép màu. Nó có thể biến bất cứ thứ gì trở thành hiện thực, với một điều kiện người cầm đá phải ngồi thiền im lặng một tiếng và thành tâm cầu nguyện thì nó mới thành hiện thực. Đây là hòn đá được trao truyền từ nhiều đời và nó là hòn đá duy nhất trên cuộc đời này, vì vậy nó rất quý giá. Nhưng vì ngày mai ta phải rời chùa đi nơi khác một thời gian, có thể mất khoảng một tuần hoặc cũng có thể lâu hơn, nên ta muốn con giữ nó." Cậu bé lúng túng nói: "Thưa thiền sư, liệu con có được phép sử dụng nó?" Thiền sư trả lời: "Tất nhiên là được. Hãy cầm và sử dụng nó cẩn thận, lúc về hãy trao lại nó cho ta." Và sau đó thiền sư đã rời đi. Ban đầu cậu bé không mấy ngó ngàng đến hòn đá, vì cậu cho rằng hòn đá này không giúp ích gì được cho mình. Mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn ham chơi, ham ăn và ngủ. Đến ngày thứ ba, thức ăn mà thiền sư chuẩn bị cho cậu đã hết. Thức ăn sẵn trong bếp đã hết, nhưng xung quanh vườn có rất nhiều rau củ và trái cây có thể ăn được. Tuy nhiên với thói lười biếng của mình, cậu chưa bao giờ biết tự ra vườn lấy chúng để ăn, cậu bé bắt đầu cảm thấy đói và mệt. Cậu bé lười nói, thôi giờ đi ngủ đã, ngủ dậy chắc sẽ đỡ đói hơn, và cậu ngủ một giấc và tỉnh dậy, bụng cậu vẫn cảm thấy đói. Cậu bắt đầu ước, giá như thiền sư ở đây, mình sẽ có cái gì đó để ăn, và cậu nhớ đến hòn đá phép màu, cậu lôi ra ngắm nghía một lát, sau đó cậu nghĩ, mày có thể biến cho tao một mâm thức ăn thịnh soạn ngay bây giờ, nhưng hòn đá đã không hiệu nghiệm, không có phép màu xảy ra. Lần thứ nhất không được, cậu nghĩ, chắc nó chưa nghe thấy điều ước của mình, sau đó cậu nói thành lời to hơn, hãy biến cho ta một mâm thức ăn thịnh soạn, và lần này cũng không có gì xảy ra. Cậu ném hòn đá sang một bên,
cậu ngồi bên cửa nhìn ra ngoài, thấy trong vườn có rất nhiều trái cây, cậu liền đứng dậy và chạy ra hái chúng vào ăn, sau đó cậu cũng được ăn no bụng, và cậu tiếp tục chơi, rồi ngủ. Vài hôm sau, trái cây trong vườn cũng dần hết, những hoa quả có thể hái ăn được cũng đã hết, cậu bé lại bắt đầu cảm thấy đói và mệt. Cậu nghĩ đã một tuần trôi qua, sao thiền sư vẫn chưa về, nếu thiền sư không về, chắc mình sẽ chết đói mất. Cậu bé đã không nghĩ rằng mình có thể lấy gạo trong bếp để nấu thành cơm, lấy rau củ trong vườn để chế biến thành món ăn. Bởi tính lười biếng từ nhỏ, cậu chưa bao giờ phải tự chuẩn bị những thức ăn đó cho mình. 3 ngày sau, khi cậu bắt đầu có biểu hiện ngất đi vì đói, cậu nghĩ mình sắp chết. Trong cơn ngủ mơ, cậu đã lấy hòn đá mà hôm trước mình ném đi, nhớ lại lời thiền sư nói: con phải ngồi thiền im lặng một tiếng, thành tâm cầu nguyện thì nó mới thành hiện thực. Và cậu đã ngồi dậy thiền. Trong lúc ngồi thiền, cậu đã nhớ lại toàn bộ những thói xấu của mình. Cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Mình đã vô tâm và hư hỏng, vì thói lười biếng của mình khiến mình ra nông nỗi này. Giờ mình sắp chết, ước gì mình có cơ hội để được làm lại. Ước gì thiền sư ở đây, và cậu sẽ không bao giờ lười biếng thêm lần nào nữa. Cậu sẽ nghe lời thầy và chăm ngoan hơn. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, và nó đã rơi xuống hòn đá. Phép màu đã xuất hiện, thiền sư đã trở lại trước mắt cậu. Ông đưa cho cậu 2 chiếc bánh, và cậu bắt đầu cầm lấy ăn, sau đó cậu tỉnh lại. Tai nạn này đã giúp thay đổi thói lười biếng của cậu. Cậu đã nhận ra rằng, mình có thể lười biếng và trì hoãn mọi thứ, nhưng thời gian và sự sống sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Qua câu chuyện trên, nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, đôi khi bạn sẽ thấy điều đó xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta trở nên lười biếng và bắt đầu trì hoãn công việc của mình, nhưng ngày mai sẽ không bao giờ đến, chúng ta chỉ có một cuộc sống ở hiện tại. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, vậy thì hãy làm điều đó ngay bây giờ, vì bánh xe thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ luôn chuyển động. Và nếu chúng ta không thể sống trọn vẹn ngay bây giờ, thì có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Người nào không thể sử dụng tốt thời gian của mình ở hiện tại, người đó đã sống có lỗi với chính bản thân mình. Vì vậy hãy luôn nhớ rằng, hoặc là bạn chọn cách sống lãng phí thời gian ở hiện tại, hoặc là bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mai. Do đó đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai, bởi vì bạn chỉ được sống một lần duy nhất, ngay lúc này mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.